Mình giới thiệu với các bạn này, các loại lăn ở trên mặt này. Loại thứ nhất này, lăn đồng này, cầu gai này. Loại thứ hai này, lăn đinh này, cầu gai này. Loại thứ ba này, lăn đinh này, cào nhỏ này. Đó, ba cái loại này nó đều có hai đầu, nó rất là tiện dụng. Thế công dụng chung của các cái loại này ấy, là gì? Lăn trên các vùng mặt, trên các vùng ngón tay, nó giúp cho khí huyết lưu thông và nó sẽ làm đẹp da. Thì cái đặc điểm của ba cái dụng cụ này ấy, những cái đồ đồng này, đồ đinh này, tức là những cái đầu mà mình sờ và thấy nó mát ý, thì nó là âm. Nó âm thì nó có tác dụng là gì? Có tác dụng là làm mát, làm hạ sốt, hạ huyết áp cao. Đó. Còn là cái đầu sừng này hoặc là đầu nhựa này này, nó có tính dương, nó ấm nóng. Đó, ấm nóng nó có tác dụng là gì? Là làm ấm người, làm ấm người, làm khí huyết lưu thông. Nó có tác dụng là làm đẹp da. Đó. Thế thì mình lăn như thế nào? Các bạn dùng này. Bạn cầm này, đấy, lăn trên các ngón tay này. Nếu là mà những người mà bị thấp khớp, bị đau các ngón tay, đó, nó sẽ làm lưu thông khí huyết và nó sẽ làm giảm đau. Đó, đấy, làm giảm đau. Đấy. Những bạn mà huyết áp thấp mà sợ lạnh mà thấp khớp thì các bạn sẽ dùng cái đầu sừng này. Đó. Những người huyết áp cao thì các bạn dùng đầu đồng này. Đó. Đó. Những cái dụng cụ này các bạn lăn trên mặt như nào thì các bạn lăn trên mặt này qua lại như thế này, các bạn cầm bằng ba ngón tay giống như cầm bút này, nhẹ nhàng này. À, lăn khắp da mặt như này này. Đó. Những người huyết áp cao, những người sốt hay người nóng thì các bạn dùng cái đầu đồng hoặc là đầu đinh như này. Đó. Đó. Huyết áp thấp thì hoặc là sợ lạnh các bạn dùng cái đầu sừng như thế này, lăn khắp mặt. Thì lăn khắp mặt này có tác dụng là gì? Làm đẹp da, làm lưu thông khí huyết. Đó. Rồi đấy, nếu mà huyết áp cao này các bạn sẽ lăn này, từ đầu cung mày cuối cung mày là 10 cái này, bên này đầu cung mày cuối cung mày 10 cái, rồi từ hai bên tóc mai từ trên xuống dưới đó, hoặc là các bạn dùng cây cào này cũng thế, các bạn cào từ đầu cung mày cuối cung mày đó, hoặc là từ hai bên này đó. Và rất nhiều các học viên của mình đã hướng dẫn nhé, dùng cái lăn đinh này này, lăn khắp da này, này một thời gian là da nó trắng và nó mịn da, đẹp da. Cứ rỗi lúc nào lăn lúc đấy, cứ ngồi trên phòng làm việc rỗi lúc nào các bạn lăn khắp như này, hoặc là có thể lăn hết vùng cổ vai gáy, cứ theo nguyên tắc tại chỗ đau chỗ nào thì các bạn lăn chỗ đấy, hoặc là muốn cái vùng da nào nó đẹp hơn thì các bạn lăn chỗ đó.